Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng VRP, ứng dụng và cách cấu hình VRP trên Switch Cisco nhé. VRP, viết tắt của Virtual Router Redundancy Protocol, là một giao thức dự phòng về gateway cho mạng LAN. VRP cũng tương tự như giao thức SSRP. Tuy nhiên thì VRP là giao thức chuẩn quốc tế và được hỗ trợ trên tất cả các hãng. Còn SSRP là giao thức độc quyền của Cisco nên chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị Cisco. Với VRP thì chúng ta sẽ không cần các thiết bị phải cùng hãng hay cùng modem như stack, miễn sao các thiết bị hỗ trợ VRP là được. Các bạn có thể xem mô hình này. Mình đang có một mô hình mạng gồm hai router kết nối ra Internet. Trên router mình sẽ tạo hai sub interface để làm gateway cho hai VLAN bên dưới. Đối với mô hình thông thường, không có giao thức dự phòng về gateway, thì nếu PCI nhận gateway là 10.2, thì PCI sẽ sử dụng router 1 để đi ra Internet. Nếu router 1 bị hỏng thì PCI sẽ mất kết nối. Lúc này, các bạn sẽ cần phải đổi IP gateway trên PCI sang 10.3 để PC này có thể sử dụng router 4 để đi ra Internet. Tuy nhiên, thì cách này không được áp dụng thực tế vì nó tốn khá nhiều công sức. Trong trường hợp này, các bạn có thể sử dụng VRP để cấu hình dự phòng cho hai router. Khi cấu hình VRP thì cả hai router sẽ sử dụng chung một địa chỉ IP ảo. Trong ví dụ của mình là 192.168.10.1, gateway trên máy tính lúc này sẽ là địa chỉ IP này. Với VRP, một router sẽ được bầu chọn là master, làm nhiệm vụ forward dữ liệu. Các router khác sẽ ở trạng thái backup. Khi router master bị lỗi thì một trong các router này sẽ chuyển role thành master và tiếp tục xử lý dữ liệu. Khi đó chúng ta sẽ có cơ chế dự phòng hoàn toàn tự động. Khi cấu hình VRP thì có một số thông số mặc định mà các bạn cần phải nắm được. Sau khi cấu hình xong, cả hai router sẽ sử dụng chung một địa chỉ MAC ảo là 0000.5e00.01xx với xx là VRP group mà các bạn cấu hình. Khi đó thì các PC trong LAN sẽ sử dụng MAC này làm destination MAC khi đi ra ngoài. Do vậy, khi các bạn show bảng MAC hoặc ARP thì chúng ta sẽ thấy địa chỉ MAC này chứ không phải là MAC thật của thiết bị. Nếu các bạn thấy địa chỉ MAC với phần đầu như này thì nghĩa là gateway của các bạn đang sử dụng VRP. VRP sẽ sử dụng địa chỉ Manticast 224.0.0.18 để trao đổi thông tin với nhau. Do vậy thì các bạn không sử dụng Manticast Group này cho các dịch vụ khác hoặc block Manticast Group này trên các link sử dụng để giao tiếp giữa hai VRP device. Nếu không thì VRP sẽ không thể thiết lập được. VRP thì các bạn có thể cấu hình trên switch hoặc router đều được, miễn sao các thiết bị đó có hỗ trợ tính năng này. Khi cấu hình VRP thì các bạn chỉ cần cấu hình một số tham số. Các tham số này trên các hãng thì đều tương tự nhau, chỉ khác nhau về lệnh hoặc giao diện thôi. Trên các thiết bị Cisco thì sẽ có hai kiểu cấu hình chính là Legacy hoặc Hierarchical. Legacy là kiểu cấu hình trên các thiết bị chạy phiên bản iOS cũ, còn Hierarchical là kiểu cấu hình trên các thiết bị sử dụng iOS XE mới. Các bạn chỉ cần hỏi chấm ra là có thể biết được thiết bị đang sử dụng cách cấu hình nào. VRP sẽ được cấu hình trên interface sử dụng làm gateway cho mạng LAN bên dưới, nên các bạn sẽ cần truy cập vào mode interface, sub interface hoặc VLAN interface tùy theo mô hình mạng. Chúng ta sẽ cần cấu hình IP và các thông số cho interface như với mô hình thông thường. Sau đó thì chúng ta sẽ cấu hình VRP bằng lệnh VRP, sau đó là VRP group. Group thì các bạn có thể sử dụng các số từ 1 đến 255, miễn sao cả hai thiết bị đều có cùng VRP group là được. Thông thường chúng ta hay sử dụng VRP group tương tự với VLAN, giải mạng hoặc interface. Ví dụ mình cấu hình VRP cho VLAN 10 thì sẽ sử dụng luôn VRP group 10 cho dễ phân biệt. Đối với kiểu Legacy thì mỗi lần khai báo một thông số, các bạn sẽ cần khai báo bằng câu lệnh VRP 10 ở phía trước, sau đó là các tham số. Còn với Hierarchical thì các bạn chỉ cần vào VRP 10, sau đó khai báo các tham số bên trong, chỉ khác nhau vậy thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một địa chỉ IP ảo cho các thiết bị. IP này sẽ được sử dụng như IP gateway cho các thiết bị trong mạng LAN. Thiết bị nào được bầu chọn làm master thì sẽ sử dụng IP này để forward dữ liệu. Còn lại các thông số bên dưới là tùy chọn thôi, các bạn có thể cấu hình hết hoặc chỉ một vài tham số tùy thiết kế của các bạn. Tham số Priority sẽ cho phép chúng ta cấu hình role của các thiết bị trong VRP group. Thiết bị nào có Priority cao hơn sẽ là Master, còn lại sẽ là Backup. Mặc định tham số này sẽ là 100 nếu các bạn không cấu hình. Các bạn muốn chỉ định thiết bị nào là Master thì chỉ cần cấu hình Priority cao hơn 100 là được.
Phần xác thực cũng là tùy chọn. Các bạn có thể cấu hình bằng MD5 hoặc ClearText Password. Khi đó chỉ những thiết bị nào trùng kiểu xác thực và password mới có thể tham gia vào VIP group. Các bạn nên cấu hình để tránh các thiết bị lạ join vào group. Tùy chọn VM thì mặc định sẽ được enable trên VIP. Đây là tính năng chiếm lại quyền master. Ví dụ các bạn cấu hình router 1 là master cho VLAN 10. Trong một số trường hợp router 1 bị lỗi thì router 4 sẽ chuyển role từ backup sang master để chuyển tiếp dữ liệu. Khi router 1 hoạt động bình thường trở lại thì nếu preempt được enable thì router 1 sẽ quay lại role master. Còn nếu preempt bị disable thì router 4 sẽ vẫn giữ nguyên role master cho đến khi router 4 bị lỗi thì router 1 mới chuyển lại master. Các bạn có thể bật tắt tùy nhu cầu. Mặc định thì VIP chỉ đổi role khi một trong hai thiết bị bị lỗi hoặc các thiết bị không ping được đến nhau qua giải LAN đang sử dụng để cấu hình VIP. Ví dụ như mô hình của mình thì hai IP 10.2 và 10.3 không ping được đến nhau, hoặc phần cứng của router 1 bị lỗi thì router 2 mới chuyển sang là master và xử lý dữ liệu của VLAN 10. Tuy nhiên, trong trường hợp cổng WAN trên router 1 bị down hoặc không có kết nối Internet thì router 1 vẫn giữ role master. Khi đó thì người dùng thuộc VLAN 10 sẽ bị mất kết nối Internet. Trong trường hợp này, các bạn có thể sử dụng track để monitor các cổng khác. Ví dụ, mình sử dụng hai câu lệnh. Câu lệnh phía trên này để theo dõi trạng thái up down của cổng E0.1 bằng việc chọn live protocol là cổng WAN của router 1. Câu lệnh phía dưới là gán track vào VIP. Trong trường hợp cổng E0.1 bị down thì track 10 sẽ down. Khi đó thì VIP trên router 1 sẽ giảm chỉ số priority đi 60 bằng việc chọn decrement 60. Lúc này priority của router 1 sẽ là 150 trừ đi 60 là còn 90. Trong khi priority của router 4 mặc định là 100, khi đó router 4 sẽ lên làm master trong trường hợp cổng WAN của router 1 bị down hoặc mất kết nối Internet. Các bạn có thể sử dụng track để monitor các cổng dịch vụ. Track cũng có tùy chọn để các bạn ping đến các IP cụ thể để monitor. Các bạn có thể tìm hiểu thêm phần cấu hình track trên router. Đây là các câu lệnh mà các bạn sẽ sử dụng để cấu hình VIP. VIP sẽ cấu hình trên từng interface, VLAN interface hoặc sub interface. Do vậy, các bạn có thể cấu hình VIP để chia tải. Ví dụ, các bạn có 2 router và 4 VLAN là 10, 20, 30 và 40. Chúng ta sẽ sử dụng sub interface trên router để làm gateway cho 4 VLAN này. Để chia tải trên các router, thì các bạn có thể cấu hình cho router 1 là master cho VLAN 10 và 20, router 4 là master cho VLAN 30 và 40 bằng cách cấu hình chỉ số priority của router 1 trên sub interface 10 và 20 cao hơn router 4. Nhưng priority trên VLAN 30 và 40 thì thấp hơn router 4. Khi đó VLAN 10 và 20 sẽ sử dụng router 1 làm gateway, còn VLAN 30 và 40 sẽ sử dụng router 4 làm gateway. Như vậy thì chúng ta sẽ chia tải người dùng ra cả hai router, đơn giản vậy thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ cấu hình VIP trên router Cisco. Trên hai router mình đã tạo hai sub interface theo mô hình để làm gateway cho hai VLAN. Cả hai router đều đã có thể ra Internet. Bây giờ mình sẽ cấu hình VIP theo các câu lệnh này. Với VLAN 10 thì mình sẽ cấu hình router 1 là master, nên mình sẽ cấu hình priority là 150. Mình sẽ gán thêm track 10 để theo dõi trạng thái up down của cổng E0.1. Nếu cổng này down thì priority sẽ giảm đi 60, khi đó thì router 4 sẽ là master của VLAN 10.
Với VLAN 20 thì router 1 là backup nên mình sẽ không cấu hình priority. Router 1 là backup cho VLAN 20 nên mình cũng không cần track để monitor. Chúng ta chỉ cần cấu hình IP, Authn và Preamp là được. Trên router 4 cũng tương tự. Với VLAN 10 thì không cần cấu hình track và priority. VLAN 20 thì chúng ta sẽ cấu hình thêm priority và track. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show VIP bridge. Các bạn có thể thấy là router 1 đang là master cho VLAN 10 nhưng là backup cho VLAN 20. Còn router 4 đang là master cho VLAN 20 nhưng là backup cho VLAN 10. Bây giờ thì các bạn có thể sử dụng IP 192.168.10.1 để cấu hình làm gateway cho các PC trong LAN. Các PC có thể sử dụng IP này để truy cập tới các dịch vụ khác ngoài VLAN. Khi show AIP thì các bạn có thể thấy mask lúc này sẽ là mask ảo của VIP chứ không phải mask thật của router. Để xem chi tiết các thông số đang cấu hình thì các bạn có thể sử dụng lệnh show VIP. Chúng ta sẽ xem được trạng thái và các thông số VIP đã cấu hình, như trạng thái của router, địa chỉ IP và mask ảo mà hai router đang sử dụng. Tính năng chiếm quyền có đang được bật hay không? Router có IP nào đang là master? Và các thông số về thời gian mà hai router đồng bộ thông tin. Mình đã cấu hình track rồi nên mình sẽ test với trường hợp cổng E0.1/1 trong hai router bị down. Mình sẽ shut down cổng E0.1 trên router 1. Các bạn sẽ thấy là sau khi cổng E0.1 bị down thì track 10 cũng sẽ chuyển sang down. Và VIP 10 cũng sẽ chuyển sang backup.
Bây giờ thì priority giảm còn 90 do track 10 bị down. Khi đó router 4 sẽ chuyển sang master cho VLAN 10 do lúc này priority của router 4 cao hơn. Và cả hai VLAN sẽ sử dụng router 4 để ra internet. Khi cổng E0 xưởng 1 được khôi phục thì router 1 sẽ chuyển sang master cho VLAN 10 do chúng ta đã bật tính năng chiếm quyền preamp. Các PC thuộc VLAN 10 sẽ sử dụng router 1 làm gateway. Như vậy chúng ta sẽ có cơ chế backup hoàn toàn tự động với VRP. Phần cấu hình VRP chỉ có vậy thôi. Quan trọng là các bạn cần biết thiết kế mô hình kết nối sao cho hợp lý và phân chia tải phù hợp giữa các thiết bị dựa trên nhu cầu hoặc hiệu suất phần cứng. Do VIP thì không yêu cầu các thiết bị phải giống nhau. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tính năng VIP và cách cấu hình trên Switch Cisco. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.